Vừa qua, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã chủ trì tiếp các đại sứ đến từ các nước thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tại buổi làm việc, các bên cùng nhau trao đổi về hợp tác giữa các nước thành viên TPP với Việt Nam. Đại sứ các nước thành viên TPP mong muốn chia sẻ với Việt Nam những khó khăn thách thức mà Việt Nam sẽ gặp phải khi tham gia vào TPP. Trao đổi và tiếp thu ý kiến của đại sứ đến từ các nước TPP, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh Việt Nam đã có những kế hoạch, đồng thời Việt Nam cũng tích cực phối hợp với các nước thành viên TPP để hiệp định sớm đi vào thực thi có hiệu quả. Việt Nam đã có 8 năm tham gia Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, chính vì vậy Việt Nam cam kết sẽ thực hiện những thỏa thuận trong hiệp định một cách nghiêm túc nhất. Tại buổi làm việc, các đại sứ cũng tán thành đề xuất của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa các đại sứ và Bộ Công Thương nhằm tận dụng triệt để cũng như tháo gỡ những khó khăn giữa các nước khi thực hiện hiệp định.